Nhóm phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có mặt tại đền Hùng Phú Thọ sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh cập nhật ngay trong sáng nay về không khí linh thiêng ngày chính lễ Dỗ Tổ Hùng Vương cùng nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng khác. Nghệ thuật này để đưa đến đông đảo của khán giả cũng khách thập phương của cả nước cũng là cái cơ hội để quảng bá tới đông đảo du khách trong lễ hội đền Hùng. Cũng trong sáng nay thì 12 trực thăng của lực lượng không quân Việt Nam đã hợp luyện cùng các đơn vị mặt đất sẵn sàng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phóng viên Chuyển động 24 giờ có mặt trên những chuyến bay này sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chi tiết trong ít phút nữa. Một tin tức quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị, các chuyến bay bị hủy, giao thông bị đình trệ và trường học thì đóng cửa. Trận mưa lớn nhất trong 75 năm qua đã khiến cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rơi vào cảnh tượng chưa từng thấy. Kính thưa quý vị, lễ hội Đền Hùng hàng năm thì vẫn luôn là một điểm hẹn tâm linh của những người dân nước Việt. Sáng sớm nay thì dù trời mưa khá nặng hạt thế nhưng mà cũng không ngăn được bước chân của đông đảo người dân và du khách thập phương về với đất tổ Đền Hùng, thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ để dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng trong ngày chính lễ. Từ 7 giờ sáng nay thì đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ, các địa phương và đông đảo người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã tề tựu trước sân hành lễ của khu di tích Đền Hùng để chuẩn bị cho lễ Dỗ Tổ Hùng Vương tưởng nhớ các vị vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công khai sơn trị thủy, gây dựng cơ đồ, bảo vệ giang sơn, gấm vóc. Chào quý vị khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ. Và những cơn mưa buổi sáng ở đây thì không ngăn cản được du khách thập phương về tới Đền Hùng. Và ngay từ 7 giờ sáng thì tiếng chiêng, tiếng trống đã âm vang khắp núi rừng địa linh linh thiêng. Đoàn dân hương tưởng nhớ các vị vua Hùng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại đền thượng để thực hiện nghi lễ dân hương. Từ sáng sớm, hàng triệu người dân và du khách đã đổ về khu di tích Đền Hùng với mong muốn được lên núi Nghĩa Lĩnh để thắp nén hương cho các vua Hùng. Bà đi từ lúc 3 giờ sáng, rồi mưa này các bà đi dù cũng mệt nhưng mà cảm tưởng như nó không mệt. Và chính hội này cảm giác nó sẽ đông vui hơn đấy. Nó nhịp và có không khí lễ hội hơn. Vâng, cảm giác lúc nào cũng chờ mong đến để đi Dỗ Tổ Hùng Vương đấy, năm nào cũng thế đấy. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng thì mình cũng muốn hai mẹ con có những cái kỷ niệm ở Đền Hùng. Mong muốn đến đây để cầu bình an, mạnh khỏe. Theo số liệu thống kê từ ban tổ chức lễ hội, số lượng người dân và du khách đến với Đền Hùng năm nay đạt gần 3 triệu lượt khách. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên. Vâng, nhắc tới ngày Dỗ Tổ Hùng Vương thì không thể thiếu được bánh chưng và bánh dày. Đây là lễ vật dâng cúng tổ tiên từ thời các vua Hùng dựng nước. Hôm nay nếu như mà nhiều quý vị khán giả mà không đến được với Đền Hùng thì cũng thường có một thói quen, đó là chuẩn bị một cặp bánh chưng bánh dày như thế này để thắp hương tại gia đình của mình. Thưa quý vị, tại Phú Thọ thì mỗi một dịp lễ hội cũng là một cơ hội để những sản vật mang đậm giá trị văn hóa truyền thống như thế này có thể được giới thiệu tới nhiều hơn nữa những du khách trong nước và quốc tế. Vâng, năm nay thì Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024 đã được diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến hết ngày hôm nay ngày 18 tháng 4 với rất nhiều những hoạt động lễ hội kết hợp với các sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn để 10 ngày lễ hội là 10 ngày trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Nghệ thuật giải trí thể thao mà lễ hội Đền Hùng năm nay tổ chức để phục vụ cho người dân và du khách ạ. Và đây là một đội thi đang hối hả để làm chuẩn bị cho cuộc thi ra bánh dày năm nay ạ. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nỗ lực lên nào. Gần 30 chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức xuyên suốt lễ hội để phục vụ người dân và du khách. Mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham gia. Nhớ ngày Dỗ Tổ Hùng Vương thì con cháu thật sự là tập trung về đây gói bánh chưng, giá bánh dày là nhớ đến công ơn vua Hùng. 3 giờ sáng, bà Nốc đã đi từ Tuyên Quang tới Đền Hùng. Không chỉ lên núi Nghĩa Lĩnh để thắp hương, bà còn được trải nghiệm những hoạt động văn hóa thú vị.
mọi thứ thấy thay đổi mà thấy sướng quá, vui quá. Tiếc là mình bây giờ được trẻ lại cơ. Là một trong các hoạt động chính của Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ, hội trại văn hóa mang đậm nét đặc trưng của 13 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thu hút đông đảo du khách tới tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc nơi đây. Các cô ở tỉnh Hà Giang là người dân tộc Tày, ở tỉnh Hà Giang đã đi từ hôm qua rồi, đi ngủ đường hôm nay mà đến đây. Nó là nguy nga lộng lẫy rất là đẹp. Các cô đi vào chiếm hướng cái cảnh đẹp này, chắc là tuổi bây giờ 66 tuổi rồi mới thấy cảnh này thì vui lắm, thích lắm. Buổi tối tại hội trại văn hóa cũng diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc. Khi ánh đèn được thắp, những lời ca tiếng hát theo tiếng nhạc giặt dìu được cất lên, đưa đồng bào và du khách vào một không gian lễ hội với đầy đủ những sắc màu. Thể hiện cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện được cái tinh thần đùm bọc từ hai tiếng đồng bào từ đây mà ra. Du khách tiếp tục sử dụng cũng như là thụ hưởng những các cái dịch vụ văn hóa, cảnh quan về các cái hoạt động của tất cả các cái dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Thưởng thức hát xoan, múa rối, các thể loại âm nhạc, tham gia các triển lãm văn hóa xuyên suốt lễ hội với các chương trình hoạt động vui chơi thể thao văn hóa dày đặc, tạo nên đa dạng sự lựa chọn, giúp giữ chân du khách lâu hơn. Đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy và tạo sự thu hút cho du lịch địa phương. Vâng, không chỉ hoạt động vui chơi giải trí, các dịch vụ nhà hàng khách sạn cũng là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu của du khách khi mà đến với các địa điểm du lịch. Tại lễ hội Đền Hùng năm nay thì các dịch vụ này cũng được chú trọng và đảm bảo để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Trước dịp lễ hội thì các khách sạn nhà hàng đã tập trung vào công tác đào tạo và củng cố chuyên môn cho nhân viên để sẵn sàng tiếp đón lượng lớn khách du lịch đổ dồn về trong dịp lễ. Nhiều nhà hàng đã đầu tư cơ sở vật chất, nhân sự và đầu bếp để tạo ra không gian rộng rãi, thực đơn đa dạng, nhiều nguồn thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn cùng cam kết là không tăng giá. Các nhà hàng tại đây đang hoạt động tích cực và hoạt động hết 100% công suất để phục vụ thực khách. Ngay từ đầu năm thì tỉnh Phú Thọ đã ban hành bộ quy tắc ứng xử cho các nhà hàng khách sạn, đơn vị dịch vụ để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách. Thì chúng tôi là cam kết không tăng giá trong cái dịp cao điểm mùa lễ hội. Thứ hai nữa là chúng tôi còn tích cực tập trung vào cái việc là tăng cường cái trải nghiệm số cho các cái du khách khi đến đây. Và cái khâu chuẩn bị của chúng tôi đã chu đáo, thì chúng tôi trong dịp lễ hội này chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt nhằm lan tỏa cái văn hóa ẩm thực Đất Tổ với nhân dân và du khách cả nước. Thì nhà hàng cũng chú trọng vào những cái yếu tố liên quan đến ẩm thực vùng miền để tạo ấn tượng tốt cho khách khi khách đến tham quan và dự lễ hội của Đền Hùng. Với sự chuẩn bị chu đáo, quá trình thực hiện chỉn chu, chặt chẽ, lễ hội Đền Hùng năm nay được đánh giá là khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch. Đây có thể coi là mô hình tiêu biểu cho việc khai thác những tiềm năng du lịch từ các lễ hội tương tự. Sân khấu Thủy Đình, khu di tích Đền Hùng trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 âm lịch đều có xuất diễn tiết mục múa rối nước phục vụ du khách. Những tiết mục được dàn dựng công phu, bắt nguồn từ các tích trò dân gian, đặc biệt là tiết mục Vua Hùng Kén Rể lần đầu tiên được biểu diễn. Nhưng ta chỉ có một mị nương, không thể cùng gả cho hai chàng được. Cô xem, cô chỉ được xem trong TV thôi, thì hôm nay mới được trực tiếp nhìn tận nơi. Thằng Nam lại muốn đi chứ, đẹp mẹ hay thế này, ai chẳng muốn đi. Chỉ sợ không có điều kiện thôi. Với 4 ca diễn một ngày, thông qua các tiết mục, các tích trò, đoàn nghệ thuật cũng mong muốn giới thiệu về loại hình nghệ thuật dân tộc tới du khách tham quan. Hào hứng và vui mừng khi được thể hiện cái nghệ thuật này để đưa đến đông đảo của khán giả, du khách thập phương của cả nước, cũng là cái cơ hội để quảng bá tới đông đảo du khách trong lễ hội Đền Hùng. Còn tại các di tích Đình An Thái, Đình Thét, Miếu Lãi Lèn, Đình Hùng Lô của thành phố Việt Trì, các phường xoan sẽ trình diễn chương trình hát xoan làng cổ. Hát xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hát xoan Phú Thọ có nguồn gốc từ thời đại Hùng Vương, gắn liền với truyền thuyết về các vua Hùng nên có sức cuốn hút đặc biệt với khách du lịch. Những cái giai điệu này diễn ra giữa cái không gian của đình cổ, của làng cổ,
và những cái giai điệu thì nó cũng nhẹ nhàng, nó sâu lắng và nó làm cho mọi người sẽ cảm nhận về yêu quê hương và đất nước Việt Nam hơn. Tour tuyến du lịch đó nó sẽ bổ trợ cho nhau giữa du lịch văn hóa tâm linh với du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng để tăng cái thời gian lưu trú cho khách và sẽ có tác dụng hỗ trợ để tạo nên những cái tour du lịch hấp dẫn để du khách lựa chọn và trải nghiệm với một cái quan điểm là biến di sản thành tài sản. Bên cạnh các hoạt động du lịch lễ hội, việc phát triển các sản phẩm du lịch từ văn hóa cũng tạo ra giá trị bảo tồn và phát huy giá trị di sản và cũng là một trong những sản phẩm du lịch khiến cho du khách nhớ khi đến với vùng đất Phú Thọ. Vâng thưa quý vị, rõ ràng là lượng khách du lịch đến với đền Hùng những ngày này đã càng minh chứng cho tiềm năng du lịch ở nơi đây. Bởi du khách đến đây thì vừa có thể tham gia các hoạt động về nguồn hướng tới tổ tiên, vừa có thể vãn cảnh, thăm thú cảnh đẹp nơi đất tổ. Ở đây có chị Thụy Vân, cũng là một người mà đã có nhiều cuộc hành trình về với đất tổ đúng không ạ? Dạ vâng, thực ra thì năm nào tôi cũng cố gắng là sẽ đi đền Hùng một lần và sắp xếp là cả một ngày để mình có thể đi được, có thể không phải chính lễ nhưng mà vào những ngày sau đó. Và không biết là anh Lâm thì đi đền Hùng thì lễ như thế nào, nhưng bao giờ thì Thụy Vân cũng sẽ là thắp hương ở đền vua cha Lạc Long Quân rồi sau đó lên đỉnh núi thờ mẹ Âu Cơ và sau đó thì mới quay ra để lễ đền Hạ, Trung Thượng và đền Giếng nơi thờ các vị vua Hùng. Hành trình dài thế nhưng mà vừa lễ này vừa thăm thú cảnh đẹp thì cảm thấy là mình yêu quê hương đất nước mình hơn rất nhiều ạ. Đó là một hành trình ý nghĩa và chắc chắn là sẽ ấn tượng, có nhiều điều để mà nhớ về đúng không ạ? Dạ. Bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời chị Thụy Vân sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý. Mất 6.600 thỏi vàng nặng hơn 400 kg. Đây là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Canada. Cảnh sát mới đây đã bắt được 6 nghi phạm sau một năm lẩn trốn. Ủy ban châu Âu đặt hạn chót 24 giờ cho TikTok phải gửi đánh giá rủi ro trên ứng dụng mới TikTok Lite với sức khỏe tâm thần của trẻ em và người dùng. Thưa quý vị, theo kế hoạch tổ chức lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024 sẽ có lực lượng không quân chào mừng gồm 12 trực thăng, 9 chính thức, 2 dự bị và 1 tìm kiếm cứu nạn bay biểu diễn qua khán đài sân vận động thành phố Điện Biên Phủ. Sáng ngày hôm qua thì lực lượng không quân trực thăng đã hợp luyện cùng các đơn vị mặt đất tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. 5 giờ sáng, 9 chiếc máy bay trực thăng được kéo ra đường băng, kiểm tra kỹ thuật để sẵn sàng tham gia hợp luyện diễu binh diễu hành với các lực lượng mặt đất tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-112 đều được sơn lại cùng một màu xanh quân sự. Ngoài các thao tác kiểm tra kỹ thuật máy bay thông thường, bộ phận giá treo này được các kỹ thuật viên đặc biệt chú ý bởi nó sẽ treo một lá cờ rộng 20m2 ở phía dưới. Không chỉ được làm từ chất liệu polyester, loại vải có đặc tính dai, bền và thoáng khí, cách may những lá cờ này cũng hết sức đặc biệt. Đây là lá cờ tổ quốc được treo dưới bụng chiếc trực thăng Mi-17. Khác với những cái lá cờ mà chúng ta sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày thì lá cờ này được may thêm rất nhiều những cái đường gân tăng cứng như thế này để đảm bảo là khi chiếc trực thăng này bay với tốc độ khoảng 200 km/h thì lá cờ này vẫn có thể bay ở trong gió mà không bị xé rách. Để tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, 12 chiếc máy bay trực thăng cùng hơn 50 phi công được huy động từ 3 trung đoàn không quân đã tiến hành luyện tập trong suốt nhiều tháng. Khác với bay huấn luyện, bay chiến đấu, nhiệm vụ bay kéo cờ không chỉ đòi hỏi phi công phải có kỹ năng, kinh nghiệm khi treo vật nặng hàng trăm kg ở phía dưới, mà còn phải phối hợp nhuần nhuyễn về cao độ, cự ly, tốc độ bay với các phi công khác để tạo thành đội hình đẹp. Khi máy bay không mang tải với máy bay bay kéo cờ thì nó có cái khác nhau, đó là đòi hỏi phi công khi đã treo cờ ở dưới thì phải làm động tác nhẹ nhàng, nếu mà bị xoay và bị đong đưa thì nó sẽ xoắn cờ. Do vậy là đòi hỏi cái kỹ thuật lái của phi công là phải thật chuẩn và chính xác. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, toàn bộ biên đội được lệnh cất cánh lên độ cao 15m, cờ Đảng và cờ Tổ quốc được các kỹ thuật viên thả dây để tung bay trong gió. Sau khoảng 20 phút bay, những cánh bay của lực lượng không quân trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, khớp với thời điểm các khối diễu binh diễu hành trên mặt đất tiến qua lễ đài. Đây là lần đầu tiên quân chủng phòng không không quân sử dụng một số lượng lớn máy bay trực thăng cho nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp
từ dễ đến khó và từ đội hình 2 chiếc, 3 chiếc đến 6 chiếc và 9 chiếc. Và đến thời điểm này chúng tôi khẳng định là trang bị kỹ thuật tốt, con người tốt, tâm lý tư tưởng của bộ vững vàng, quyết tâm với tinh thần là cố gắng và tiếp bước chiến sĩ Điện Biên. Chúng tôi khẳng định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nội dung hợp luyện với các lực lượng mặt đất, sáng mai toàn bộ đội hình 12 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không Không quân sẽ cất cánh bay lên sân bay Điện Biên, sẵn sàng bay biểu diễn chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với khí thế và quyết tâm cao nhất. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Năm nay người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục và nhu cầu du lịch tăng cao cũng là điều dễ hiểu. Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch được du khách Việt Nam kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây. Và kết quả khảo sát của trang booking.com vừa được công bố ngày hôm qua. Theo đó, thì 2/3 du khách Việt đang tìm kiếm những điểm đến mát mẻ như là Đà Lạt để tránh nắng nóng. Ngoài ra, thì du khách trong nước bày tỏ quan tâm với những điểm du lịch biển. Đứng đầu danh sách là Đà Nẵng, tiếp theo là Nha Trang, Vũng Tàu, Hội An, Phan Thiết và Mũi Né. Còn từ đầu năm cho đến nay, thì tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 276 ca tay chân miệng, tăng 180 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dự báo số ca mắc mới sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bởi vì theo chu kỳ thì dịch bệnh tay chân miệng sẽ có xu hướng tăng và đạt đỉnh vào khoảng tháng 4, tháng 5. Bởi đây là thời điểm thời tiết giao mùa, khí hậu nắng, nóng ẩm, thuận lợi cho virus phát triển. Trong đó có chủng virus EV71 rất nguy hiểm. Và để tránh bùng phát dịch, phụ huynh cần chú ý vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, cần đưa con đi khám, cách ly với trẻ khác, tránh tình trạng lây lan, phát tán dịch bệnh. Tình trạng nắng nóng oi bức cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh về hô hấp hay là rối loạn tiêu hóa, số ca bệnh liên tục tăng trong thời gian vừa qua. Đúng vậy, và ví dụ cụ thể là tại các bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi, thì số lượng trẻ đến khám và điều trị do ngộ độc thực phẩm, viêm phổi, viêm đường hô hấp đã tăng khoảng 30% so với tháng trước. Bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, sốt cao. Những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm sau khi đi ăn một đám giỗ cùng gia đình. Đủ đêm thức ăn gì cho con chị nó, con chị là con gì con này đó. Ăn rồi cũng bị luôn, ra nằm hết cả chùm luôn. Mẹ nó thì đi một lần, một đêm tới đi 30-40 lần lận. Còn nó thì khuya nó lên cần, nó nhả qua nhả lửa thì sợ quá. Ba nó mới nói chứ quẩn kinh thì đưa nó qua bên này. Nhập viện là do em nó bị ấu với cào lỏng á. Bữa cao thác ruột non mất. Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao làm phát triển các nguồn bệnh như siêu vi trùng, nấm là nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp gia tăng. Từ đầu tháng đến nay, số trẻ đến khám, điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hô hấp tăng khoảng 30%. Qua sự tích cực chống độc thì điều trị các bệnh nạn. Khi mà có tình trạng nạn vô thì nguồn nhân lực hiện tại của khoa luôn có đầy đủ 24/24, các đầy đủ trang thiết bị, máy móc, máy thở, máy lọc máu, tất cả các kỹ thuật chuyên sâu thì đều chuẩn bị có sẵn ekip 24/24. Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tạo môi trường sống an toàn cũng như tạo thói quen vệ sinh tốt cho trẻ. Hàng chục thùng hàng chứa nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống đã kịp thời được phát hiện và thu giữ khi đang bị các đối tượng vận chuyển trái phép từ Hà Tĩnh đi Hà Nam để tiêu thụ. Thông tin vừa được cơ quan công an tỉnh Nghệ An đưa ra. Khi tuần tra tại đường Dũng Quyết, thành phố Vinh, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện. Phát hiện 21 thùng hàng chứa hơn 400 cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống như là lười, chuột túi, khỉ, nhím vân vân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Chủ xe khai nhận đã nhận 15 triệu đồng để vận chuyển số hàng này cho người không quen biết. Hiện toàn bộ các cá thể đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc thả lại tự nhiên theo đúng quy định. Kẻ cướp đi ô tô bịt mặt lao vào cướp tiệm vàng trong đêm tối. Đây là vụ việc đáng chú ý vừa xảy ra tối qua trên địa bàn của thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Theo camera ghi lại, khoảng 21 giờ đêm qua, một chiếc xe ô tô màu ghi đã dừng trước cửa tiệm vàng. Người ngồi ở ghế lái mở cửa bước xuống. Người này bịt kín mặt, mặc quần dài màu xanh, sơ mi trắng, tay cầm cây búa lớn chạy vào đập vỡ kính tủ tiệm vàng. Sau khi cướp được vàng thì liền lao ra xe bỏ chạy. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Khi người nhà của tiệm vàng phát hiện đuổi theo nhưng không kịp. Đến sáng ngày hôm nay, thì cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt được nghi phạm liên quan tới vụ việc này.
Bộ Xây dựng vừa đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ làm giá thổi giá chung cư và báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 4. Theo khảo sát của Savills Việt Nam, giá chung cư Hà Nội đã tăng 3% theo quý và 14% theo năm. Theo các chuyên gia bất động sản, nguyên nhân của việc tăng giá là do nguồn cung căn hộ giá trung bình giá thấp còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu. Một phần nguyên nhân khác là thông tin ảo từ phía người bán hoặc môi giới đẩy giá lên để lấy phần trăm cao. Vì vậy, cơ quan quản lý cần làm rõ nguyên nhân và có giải pháp giúp thị trường ổn định. Trong khi đó, Triều Tiên đang thúc đẩy việc xây dựng các chung cư mới ở Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã phát đi những hình ảnh khánh thành khu chung cư mới này với sự tham dự của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Vâng, và theo KCNA thì 10.000 căn hộ mới đã được bổ sung tại quận Hoa Sông ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Đây là một phần trong dự án xây dựng 50.000 ngôi nhà mới ở thủ đô vào năm 2025. Triều Tiên thường xuyên tiến hành các dự án xây dựng lớn để mở rộng và tái phát triển Bình Nhưỡng. Có thể nói là các vụ cướp tiệm vàng ngày càng trở nên táo tợn nhưng chắc chắn không qua nổi mạng lưới an ninh trật tự quốc gia. Thế nhưng tại Canada thì lực lượng cảnh sát đã phải mất tới một năm mới bắt được những nghi phạm trong một vụ trộm vàng lớn nhất trong lịch sử của nước này. Mới đây thì cảnh sát Canada thông báo là bắt được 6 nghi phạm trong vụ trộm vàng xảy ra hồi năm ngoái và có tới 6.600 thỏi vàng nặng hơn 400 kg và một lượng lớn ngoại tệ đã bốc hơi tại sân bay quốc tế Pearson của Canada. Vụ trộm táo tợn đã xảy ra vào thời điểm này đúng một năm trước đây, khi các nghi phạm đã tẩu thoát với số tài sản cực lớn. Băng trộm đã sử dụng phiếu xuất kho giả để đưa ra khỏi nhà kho của hãng hàng không Air Canada khi số vàng và tiền mặt được chuyển đến nhà kho chưa đầy một giờ đồng hồ. Mỗi thỏi vàng đều có mã số riêng biệt và toàn bộ trị giá tới hơn 20 triệu đô la Canada dựa trên giá trị thị trường hiện tại. Có số ngoại tệ trị giá khoảng 2,5 triệu đô la Canada. Số vàng và tiền này được công ty Brinks của Mỹ thuê hãng Air Canada vận chuyển từ Zurich, Thụy Sĩ đến Canada để giao cho ngân hàng và sở giao dịch địa phương. Nhóm điều tra xác định trong 6 nghi phạm trên, có 2 nhân viên của Air Canada đã làm giả vận đơn để thâm nhập vào kho chứa hàng của hãng. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Mỹ đã phát hiện và thu hồi khoảng 65 khẩu súng mà các nhà điều tra cho rằng đã được mua bằng số tiền thu được từ vụ trộm. Canada đã phối hợp với Mỹ điều tra sau khi cảnh sát bang Pennsylvania của Mỹ đã dừng xe một nghi phạm đang trú ẩn bất hợp pháp tại Mỹ. Nhiều khẩu súng đã được phát hiện trên xe của anh ta. Số súng này đang trên đường buôn lậu vào Canada. Đây không chỉ đơn thuần là vụ trộm vàng, nó còn là về thủ đoạn dùng vàng nấu chảy để bán lại, thu lợi bất chính để mua vũ khí như súng đạn. Đây là vấn đề lớn ảnh hưởng tới an ninh. Sau vụ việc, nhà cung cấp dịch vụ vận tải và an ninh Brinks đã kiện Air Canada, cáo buộc hãng hàng không này sơ suất và bất cẩn. Chính quyền Philippines cho biết là mới đây cảnh sát nước này đã phát hiện và thu giữ 1,8 tấn ma túy đá. Đây là vụ thu giữ ma túy kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á này. Cảnh sát Philippines đã phát hiện số ma túy trên khi khám xét một chiếc xe tải ở tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila. Tài xế xe tải đã bị bắt giữ, ước tính số ma túy này trị giá hơn 230 triệu đô la Mỹ. Giới chức Philippines cho biết là lực lượng chức năng đã thực hiện chiến dịch một cách cẩn thận, không xảy ra đụng độ bạo lực, không có trường hợp thiệt mạng hay là bị thương trong vụ việc. Hiện cảnh sát nước này đang truy tìm nguồn gốc của số ma túy nói trên. Ủy ban châu EC ngày hôm qua đã đặt hạn chót 24 giờ đồng hồ, yêu cầu công ty truyền thông xã hội TikTok của tập đoàn ByteDance của Trung Quốc đánh giá rủi ro trên ứng dụng mới TikTok Live. Nguyên nhân vì có những lo ngại ứng dụng mới này sẽ tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em và người dùng. Yêu cầu trên được đưa ra sau khi EC mở cuộc điều tra về khả năng TikTok vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA của Liên minh châu EU. Đạo luật này yêu cầu các công ty công nghệ phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết tình trạng nội dung bất hợp pháp và có hại đối với trẻ em xuất hiện trên nền tảng của họ. Mức phạt sẽ lên tới 6% doanh thu một năm nếu vi phạm. EC cho biết sẽ đã gửi yêu cầu tới TikTok, yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về đánh giá rủi ro mà công ty này lẽ ra phải thực hiện trước khi triển khai TikTok Live tại 27 quốc gia EU. Thưa quý vị, vùng vịnh Pexic những ngày qua đã chứng kiến trận mưa lớn nhất trong 75 năm qua. Chỉ trong một ngày thôi mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã phải chịu tới 150% lượng mưa của cả một năm. Ít nhất là 20 người đã thiệt mạng trong những trận mưa bão dữ dội tại khu vực này. Thành phố Dubai của UAE là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Những hình ảnh gây sửng sốt ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Máy bay đậu trên đường băng ngập nước. Và mèo cũng suýt bị nước lũ cuốn
nếu không cố bám lấy cánh cửa ô tô và được cảnh sát giải cứu kịp thời. Hiện công việc dọn dẹp hậu quả mưa lớn đã bắt đầu, mức độ thiệt hại chưa rõ ràng ngay lập tức. Tuy nhiên, tối hôm qua, các con đường cao tốc ở Dubai vẫn tắc nghẽn. Sân bay quốc tế Dubai, nơi có lưu lượng các chuyến bay quốc tế lớn nhất thế giới, bị gián đoạn hoặc phải chuyển hướng các chuyến bay. Tình trạng mất điện xảy ra khắp Dubai. Các trường học ở thành phố sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến tuần sau. Trung tâm tài chính của Trung Đông vẫn hoạt động cầm chừng. Mưa bão tấn công UAE và Bahrain vào đêm thứ hai và thứ ba tuần này sau khi hoành hành ở Oman, nơi 18 người đã thiệt mạng. Các chuyên gia đánh giá có tác động của biến đổi khí hậu trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Họ cho rằng rất có thể tình trạng nóng lên toàn cầu đã khiến cơn bão trở nên nghiêm trọng hơn. Trung tâm khí tượng quốc gia UAE đã bác bỏ thông tin rằng trận mưa bão lịch sử xảy ra là do nước này đã tiến hành làm mưa nhân tạo. Có thể biến đổi khí hậu có ảnh hưởng dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng cần làm rõ cơn bão này xảy ra vào tháng 4 và trong tháng 4 những sự kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc hiếm gặp thường xảy ra. Với biến đổi khí hậu, chúng ta đã thấy rất nhiều, cường độ của những cơn bão tăng lên với lượng mưa lớn. Cơn bão đã mạnh lên do biến đổi khí hậu khiến có nhiều hơi ẩm hơn trong không khí. Theo dữ liệu khí tượng được thu thập tại sân bay quốc tế Dubai, mưa bắt đầu vào cuối hôm thứ Hai với lượng mưa khoảng 20mm. Các cơn bão mạnh lên vào khoảng 9 giờ sáng thứ Ba và tiếp tục kéo dài suốt cả ngày. Đến cuối ngày thứ Ba, lượng mưa hơn 142mm đã làm ngập Dubai trong hơn 24 giờ. Thưa quý vị, dịch vụ tham quan bằng xe ngựa từ lâu đã trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn tại nhiều địa phương. Ngựa được sử dụng trong các dịch vụ này thường là loại ngựa thuần chủng, to khỏe và được huấn luyện để mà kéo xe. Thế nhưng mà ông Trần Tiến Dũng, một người thợ cơ khí tại Nam Định, đã nghĩ ra ý tưởng chế tạo một chiếc xe ngựa mà không cần ngựa. Mô hình này được làm bằng sắt và những bước đi thì đều được điều khiển hoàn toàn bằng bàn đạp mà không hề có bất kỳ một động cơ nào. Mỗi lần đạp bàn đạp là một bước đi của xe ngựa sắt. Chú ngựa sắt này được làm từ phế liệu, từ những vật dụng có sẵn tại xưởng cơ khí của ông Dũng, một thợ cơ khí với đam mê chế tạo những thứ đặc biệt. Nói chung ai là thợ cơ khí cũng thế thôi, người ta vẫn phải duy trì cuộc sống. Nhưng mà ngoài cái việc cuộc sống ra thì người ta cũng có thú vui riêng, cũng thích chế cháo những cái gì nó khác lạ. Đầu tiên nó chỉ là cái ý tưởng làm là để cho là cháu ngoại, thỉnh thoảng là hai ông cháu nó buổi chiều đi chơi thôi. Toàn bộ chú ngựa đều do ông tự đo đạc chế tạo, hàn gắn, chứ không hề sử dụng lại các bộ phận từ những máy móc thiết bị khác. Phần đầu con ngựa này là tôi thiết kế là nó có thể quay ngang, quay trái được. Thì là tôi gắn hai cái dây cương này trông nó như con ngựa thật, là khi mình ngồi mình lái đằng sau là mình có thể là điều khiển theo ý muốn. Phần chân này thì là quá trình tôi đúc kết kinh nghiệm thì là bắt buộc là tôi phải làm cái hệ sống nò xo để giảm chấn. Ghế này là chỉ sợ không có sức mà đạp, tức là ba người ngồi lên đây tôi vẫn có thể chở được. Mình đánh sang bên trái thì là nó sẽ rẽ sang bên phải, để nó ngược lại. Người nào không quen thì nó rất khó, nhưng mà quen rồi thì người ta sẽ hiểu được cách nguyên lý. Tại sao lại không gắn động cơ điện vào? Bởi vì nếu mà gắn động cơ điện thì nó không còn là cái thú trò chơi nữa. Gần như là giống như ngựa thật được mấy chục phần trăm rồi. Thế là cái điểm nó đặc biệt ở chỗ là như thế. Vào thời gian rảnh, ông Dũng lại cùng chú ngựa sắt của mình đi dạo quanh thôn xóm, ít người qua lại, để người dân quê hương có cơ hội trải nghiệm. Như cái thời xe ngựa sắt ngày xưa cô được ngồi vậy. Với cái chiếc xe đấy như thế là mình được đi du lịch ở địa phương mình ấy. Tôi cũng muốn làm sao mà ra coi là các nước người ta cũng mua những cái sản phẩm của mình sử dụng trong cái việc du lịch giải trí của người ta. Một đời làm thợ thì ai cũng muốn ước mơ để ra ngay sánh với tầm thế giới chứ không phải cứ gì mình thôi. Đến nay, đã có 5 con ngựa sắt của ông Dũng xuất xưởng. Khách hàng của ông không chỉ có trong nước mà còn có cả ở nước ngoài. Sự xuất hiện và nhân rộng mô hình ngựa sắt tại các khu du lịch hứa hẹn sẽ mang đến sự trải nghiệm thú vị với một phương tiện đi lại độc đáo, lạ mắt, không phải ai cũng có được.